dung dịch barichlorua 5,2%, tác dụng với 58,8g dung dịch H2SO4 20%. Tính nông độ phần trăm của các chất dung dịch có trong sau phản ứng đấy nha. Tính nông độ phần trăm của các chất có trong dung dịch nghĩa là gì? Sau dung dịch thì chúng ta xem thử là anh barichlorua này dư hay là H2SO4 này dư thì để chúng ta tính, đúng không nào? Như vậy thì ban đầu chúng ta sẽ tiến hành viết thành phương trình ra trước. Barichlorua cộng với H2SO4 sẽ tạo thành ở đây là barisulfat này kết tủa này em, cộng với HCl, được chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta tiến hành cân bằng này là 2. Rồi để biết được barichlorua hay là H2SO4 dư thì chúng ta nên tính số mol ban đầu trước nha. Thì để tính được số mol ban đầu thì ở đây người ta cho khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm của barichlorua, thì chúng ta phải tính chúng ta cái khối lượng chất tan. Khối lượng chất tan của barichlorua chỉ bằng là gì? C phần trăm theo công thức nhân khối lượng dung dịch và chia cho 100. Chúng ta thế vô C phần trăm ta là 5,2, khối lượng dịch là đây là 200, chia cho 100, được chưa? Rồi chúng ta bấm máy tính cho anh em nha. Chúng ta lấy 520, như vậy 200 chia 100 thì bằng 2. Lấy 2 nhân cho 520 ở đây sẽ là bằng 10,4g này. Như vậy thì chúng ta suy ra cái khối lượng của barichlorua, thầy nói cái số mol nhé, thì xin lỗi em nhé, thầy ghi lại nhé. Số mol của barichlorua ban đầu thì em chữ ký hiệu chữ ban đầu thì bằng 10,4, chúng ta chia bari là 137 em, 137 cộng ở đây là 71 không, clo 2 là bằng 208. Rồi chúng ta lấy 10.4 chia cho 208 thì sẽ bằng là 0,05 mol. Ban đầu của anh đây là như thế. Tiếp tục chúng ta tính thầy cái khối lượng chất tan của H2SO4 nó sẽ bằng là gì? Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy khối lượng dung dịch nhân cho nồng độ phần trăm và chia cho 100 thì lấy là 58,8 nhân cho 20 và chia đây cho 100, thấy nào? Bằng 58.8 nhân cho 20 bằng chia cho 100 bằng 11,76g nha em. Rồi sau khi có cái số mol rồi, thầy nói có khối lượng, chúng ta tính số mol của H2SO4 ban đầu thì sẽ bằng 11,76. H2SO4 là 98 không em, chia cho 98 bằng là 0,12 mol. Các em so sánh này, như vậy thì ở đây 0,05 là của barichlorua, H2SO4 là 0,12, trong khi đó tỷ lệ đây 1:1. Như vậy thì cái số mol lớn ở đây của chúng ta là 0,12, số mol nhỏ của chúng ta là 0,05 thì chúng ta chắc chắn cái anh này dư rồi này, 0,05 mol này. Nên là cái H2SO4 này nó chỉ phản ứng có 0,05 mol thôi, mà người ta ta cho ban đầu là 0,12, thấy chưa? Rồi theo phương trình phản ứng ta có cái số mol của H2SO4 phản ứng thì nó sẽ bằng với cái số mol của barichlorua và nó sẽ bằng là 0,05 mol, được chưa nào? Nên chúng ta suy ra cái số mol của H2SO4 phản ứng tại loại dư nha, sẽ bằng ban đầu của chúng ta là 0,12 trừ cho phản ứng là 0,05 trừ cho 0.05 bằng là 0,07 mol, được chưa? Chúng ta kết luận là vậy, H2SO4 dư và barichlorua là hết. Như vậy sau phản ứng là còn có anh này nữa, các em hiểu không nào? Và sau đó chúng ta kết luận sau vài sau dung dịch sau phản ứng, dung dịch sau phản ứng nó sẽ gồm đó chính là HCl với lại là H2SO4 dư. Chứ còn barisulfat thì
nó là kết tủa rồi thì chúng ta không tính nó là dung dịch mà nó là dạng rắn rồi, đúng không nào? Rồi như vậy thì ở đây người ta lại yêu cầu là tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch. Tính nồng độ phần trăm nghĩa là người ta đi tính C phần trăm đấy em, nghĩa là đi tính C phần trăm này, mà C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân cho 100. Thì đây là cái công thức này, thấy không? Thì để tính nồng độ phần trăm thì người ta chỉ tính M chất tan thì dễ rồi. Như vậy ở đây các em thấy là 0,05 chúng ta dựa vào cái số mol ở đây, chúng ta suy ra số mol HCl ở đây. À, đây tỷ lệ 1, 2 thì chứng tỏ đây sẽ là 0,1 mol này. Tí thầy ghi phía dưới. Như vậy chúng ta sau khi có cái số mol này rồi, chúng ta sẽ tính được khối lượng chất tan. H2O4 dư chúng ta sẽ tính được khối lượng chất tan đúng không nào? Còn khối lượng dịch, khối lượng dung dịch thì chúng ta sẽ lấy khối lượng dung dịch của bari clorua là 200g cộng cho khối lượng dung dịch của H2O4 ở đây thì nó sẽ ra được cái khối lượng dung dịch sau phản ứng đó các em nha. Nghĩa là các em lấy 200 cộng cho 58,8. Rồi. Như vậy thì cái khối lượng dung dịch sau phản ứng này, sau phản ứng nó sẽ bằng là 200 cộng cho bao nhiêu nào? Được rồi. Mono xong quên, 58,8. Rồi, bấm cho chắc các em ơi. Thầy sẽ sai. Bằng 258,8 gram. Tí nữa chúng ta chia là chia số liệu này theo phương trình phản ứng thì cái số mol của HCl nó sẽ bằng 2 nhân cho cái số mol của bari clorua thì bằng 2 nhân cho 0,05 thì bằng 0,1 mol, đúng không nào? Nên chúng ta sẽ suy ra cái gì, cái khối lượng của HCl nó sẽ bằng là 0,1 nhân ở đây là 1 cộng 35,5 là 36,5, sẽ bằng là 3,65 gram một cái. Khối lượng của H2SO4 dư, đây số mol dư của nó này, sẽ bằng là 0,07 nhân ở đây 98 bằng luôn, tí tính luôn 6,86 gram em. Rồi bây giờ chúng ta tính nồng độ thôi, có khối lượng dịch rồi, có khối lượng chất tan của hai chất rồi. Nhưng mà chúng ta suy ra cái C phần trăm của HCl sẽ bằng là 3,65 chúng ta chia cho 258,8 và nhân cho 100 bằng nồng độ phần trăm của H2SO4 dư nha, sẽ bằng là 6,86 chia đây là 25,88 nhân cho 100 bằng. Rồi chỉ việc bấm máy tính thôi. 3.65 chia 258.8 bằng nhân 100, ở đây là bằng 1,41 em. Lõn rồi đúng không? 6.86 chia cho 258.8 bằng nhân 2,65 em. Rồi đó, đó chính là cái bài này, nó không thuộc hai điều kiện. Cái đề bài 46 em, 46 thấy đề bài chưa? Ok, được chưa nào? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo nhé, bài số 2 nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 2, bài tiếp theo trong clip hôm nay. Người ta cho là thầy tóm tắt tí nhé. Khối lượng của nhôm thì bằng 5,4 gram này. Cho 5,4 gram nhôm vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5 m. Như vậy thì ở đây là chúng ta có là gì? Khối lượng của nhôm thì có rồi. V của H2SO4 thì sẽ bằng 100ml, nghĩa là bằng 0,1 lít này. Nồng độ mol của H2SO4
sẽ bằng là 0,5m, đúng nào? Người ta yêu cầu người ta tính cái gì? Câu A, tính thể tích khi hydro sinh ra. Như vậy V của hydro bằng bao nhiêu này, ở điều kiện tiêu chuẩn này. Câu B, tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau phản ứng, cho rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể, nghĩa là vẫn lấy là 0,1 ở đây. Nghĩa là câu B là người ta yêu cầu người ta tính cái CM của sau phản ứng là bao nhiêu. Như vậy sau phản ứng xem thử là cái anh này nhôm này dư hay là anh này dư. Nếu anh này dư thì sự sau phản ứng là còn anh này nữa này nhá. Ok, chúng ta sẽ giải bài này nhá. Thì để giải bài này thì ban đầu chúng ta sẽ viết cái phản ứng ra, nhôm cộng với lại H2SO4 tạo thành đây là nhôm sunfat và cộng với khí hydro, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2 này, cái này 3 và cái này 3, khí này bay lên. Ở đây là bài dạng dư thiếu nên chúng ta sẽ tính giùm thầy cái số mol của nhôm. Đây ký hiệu là chữ ban đầu đây, chúng ta sẽ bằng là 5,4, chúng ta chia ở đây là 27, đúng không nào? Rồi chúng ta bấm máy tính luôn, 5.4 chia cho 27 bằng là 0,2, đúng không nào? 0,2 mol. Tiếp tục, số mol của H2SO4 ban đầu, ban đầu thì nó sẽ bằng bao nhiêu nào? Các em, nó sẽ bằng CM nhân cho V thì sẽ bằng là 0,5 nhân ở đây là V chúng ta là 0,1 bằng 0,05 mol, đúng không? Như vậy ở đây các em thấy khoảng này 0,5 nhân 0,5 nhân cho 0,1 là bằng 0,05, thì ở đây là 0,2 mà đây 0,05 thì chứng tỏ cái số mol nhôm này nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn nên chúng ta sẽ đưa cái số mol nhôm này tại lỗi H24 này lên. Chúng ta suy ở đây là số mol nhôm. Nhưng mà chúng ta có là theo phương trình phản ứng, ta có cái số mol của nhôm phản ứng sẽ bằng gì nào? 2/3 số mol của H2SO4 và sẽ bằng 2/3 nhân cho gì các em, nhân cho 0,05 ha, đúng không? Như vậy thì 2/3 nhân cho đây là 0.05, không chẳng em ạ, 0,033 mol. Nên chúng ta suy ra số mol nhôm dư thì sẽ bằng 0,2 trừ cho 0,033 sẽ bằng 0.2 trừ cho 0.033 sẽ bằng là 0,167 mol. Chúng ta kết luận ở đây, vậy nhôm là dư, H2SO4 là hết. Như vậy thì sau phản ứng chỉ có một dung dịch duy nhất là nhôm sunfat thôi. Vậy sau phản ứng dung dịch chỉ còn là L2SO4 tức là 3 lần. Rồi như vậy thì chúng ta đã kiểm chứng được anh nào dư nào hết rồi, đúng không? Như vậy chúng ta phải dựa vào số mol hết nha, chúng ta không được lấy số mol dư. Đây là dư này, ở đây là hết này. Như vậy thì chúng ta phải suy ra đây cũng là, như vậy đây 0,05 đúng không nào? Thì đây là tỷ lệ 1, đây 3, nghĩa là đây là 1/3 nhân 0,05 này nha. Như vậy thì theo phương trình phản ứng ta có cái số mol của nhôm sunfat sẽ bằng 1/3 nhân cái số mol của acid sulfuric sẽ bằng 1/3 nhân cho 0,05 sẽ bằng 0.05 chia 3 bằng 0,017 em ạ. Nó gần bằng cho nó không chẳng nha. Mà thể tích của ở đây là thay đổi không đáng kể, như là V nó vẫn là 0,1 lít. Như vậy chúng ta suy ra CM của Al2SO4 tất cả 3 lần sẽ bằng N chia V. Thì số mol của chúng ta là bằng 0,017, chúng ta chia cho 0,1 thì bằng 0,17 M. Vậy CM của Al2SO4 tất cả 3 lần sẽ bằng 0,17 M. Vậy thôi. Và đồng thời ở đây thầy quên mất cái câu A.
Đây tính luôn câu B là tính thể tích hydro đúng không? Thì nó cũng dễ thôi. Cái này 0,05 thì chúng ta suy ra đây 0,05, tại vì tỷ lệ đây là 33 đúng không nào? Đây là câu B nha, thầy quay ngược làm câu A nha. Theo phương trình phản ứng, ta có cái số mol của hydro bằng số mol của H2SO4 sẽ bằng là 0,05 mol. Nên chúng ta chia ra thể tích của hydro sẽ bằng 0,05 nhân cho 22,4 đó, sẽ bằng là 1,12 lít. Vậy V của hydro sẽ bằng là 1,12 lít. Xong câu A đây em, cũng không sao, cũng không sao cả em. Đó, ok. Đây các em, để bài rõ ràng ha. Bài toán như thiếu thì chắc có lẽ các em cũng vững rồi. Ok, được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.